Ok, anh chị xem ha, thì anh chị để ý lúc mà em đặt cái cục bột lên đó ha, em đặt cục bột lên em đưa xuống á, rất là dễ nha. Ok, cái này làm theo yêu cầu nha anh chị nha. Đây cục bột cỡ này ha, mình đặt lên nè, rồi mình đưa nhẹ xuống, anh chị ép hai bên cái cuticle lên nha. Đây ép hai bên cuticle thì anh chị đưa xuống nè, anh chị đưa cục bột xuống nè, thấy không, vuốt một cái nè, đó cuticle mình đã đẹp rồi đúng không, vuốt hai bên hông nè, vuốt nhẹ xuống nè, vuốt một cái, vuốt đây xuống cái móng này là móng dễ nhất nha. Cái này rồi mình đắp xong là khỏi giũa luôn á, nói cho nó sang vậy thôi chứ. Đây anh chị thấy không, vuốt cái xong rồi, cái móng này là cái cách đắp này của em là rất là dễ nha, nhanh, rất là nhanh luôn, rất là gọn luôn. Đó, anh chị thấy ha, đắp bỏ cục bột lên đắp tầm 10-15 phút là xong rồi cái móng này. Móng que thì anh chị còn lâu một chút xíu. Cái móng này là rất là nhanh nha, rất là nhanh luôn. Móng này không có lâu nha, đắp theo kiểu của em là rất là nhanh. Ví dụ như cái móng này, đây anh chị thấy ha, thì thường thường cái ngón này á nó sẽ bị khuyết ở bên đây nè, nó sẽ bị dày ở bên đây. Thì cái móng bên này á thì nó sẽ bị ốp vô, cái này nó dày ra một chút nè, bên đây nó ốp vô nè, thấy không, thì em ăn gian á, em giũa nè, anh chị thấy không, em giũa nè, em chừa cái phần này ra thì anh chị thấy cái phần này không, đây là cái phần lòi ra nè. Thì anh chị làm sao tí nữa anh chị vuốt từ ở cái khúc này nè, đó anh chị canh thẳng từ đây tới đây nè, anh chị vuốt thẳng ra, đừng có đập tràn ra bên này nha, anh chị vuốt thẳng ra đây thì nó mới đều được. Hello đây tiếp nha, anh chị lấy vừa bột thôi nha, anh chị đừng có lấy nhiều quá. Đây nè cái cọng 14 của em nè, lấy một bột nè vừa thôi nha, đừng có nhiều quá nha, dư một chút xíu cũng không sao, nhưng mà đừng có ít quá, nhưng mà đừng có nhiều quá. Đây em ép lên cuticle nè anh chị thấy không, đây cho nó đủ cuticle nè, cái bắt đầu em đưa vô nè, em ép hai bên hông vô nè, anh chị thấy em ép hai bên hông vô, em đưa xuống trước nè, đó bên đây nè, em vuốt xuống nhẹ cái nè, em ép xuống vuốt nhẹ cái nè, thấy không, ta thấy chuẩn bị đều rồi nè, bắt đầu là anh chị để cọ hai mép, vuốt từ từ xuống nè, đây vuốt từ từ xuống, đưa qua nè, vuốt từ từ xuống nè. Cái này anh chị đắp xong anh chị đỡ phải vuốt nhiều nhé, rất là lẹ, cái này rất là lẹ luôn, cái móng này là cái móng mà dễ nhất luôn á, nhanh nhất mà dễ nhất luôn á, không cần vuốt nhiều, anh chị vuốt ra cái là nó xong rồi, nó đều xếp rồi nè, không rất là gọn ha, đắp không cần phải vuốt nhiều. Đây nè cái khúc này nè anh chị thấy không, em ăn gian nè, anh chị thấy không, em ăn gian khúc này nè, thì nó mới đều được anh chị nhìn nè. Chứ nếu mà nó lòi ra bên đây á, tại vì bên đây là nó bị móp xuống một cái hẩm xuống một chút xíu bên này, nếu mà anh chị đưa ra thì giống như kiểu bên đây nó thấp hơn thì nó không có đều, thấy không, nên là em sẽ ăn gian nha, em sẽ ăn gian bên này, anh chị thấy không, đây anh chị thấy không, rất là đều ha, đó chút chấm cho chị về chưa, chị đi chơi về chưa, hôm nào gặp chị bữa nha, lên thăm chị bữa chứ. Tiếp ha, mình lấy cục bột vừa phải, nói chung là lấy vừa thôi ha, đây là mình đặt lên nè, đây là mình nhấc nhẹ nè, mình đưa xuống nè, ép hai bên hông trước nè, đầu tiên ép hai bên hông cho nó đều cuticle nè, đây không đó, xong bắt đầu các anh chị ép hai bên hông này vô nè, đó ép hai bên hông này vô, xong rồi mình vuốt, đầu tiên là vuốt xuống nè, đó đầu tiên vuốt xuống, bên đây thì nó dày nè, anh chị ép vô nè, anh chị ép vô trước nè, đưa nó xuống nè, vuốt nó rồi, xong rồi đó, bắt đầu là vậy là thấy êm rồi đó, đúng không, anh chị vuốt nhẹ xuống nè. Đây, tại cái móng om mình này á, cái phần đầu móng anh chị đừng có để dày, tại vì dày á thì anh chị sẽ nhìn nó không có được đều, tin em đi nha. Đó chị nhìn nè, không đắp cái này xong mà đỡ phải giũa ha, đều đẹp, có độ u nè, không đó, anh chị không cần phải vuốt nhiều ha, chị thấy ha, đắp rất là gọn ha. Rồi cái này là theo yêu cầu của anh chị order hàng của em á, anh chị hỏi em, tại vì cái vuốt cái om mình này nếu mà anh chị nào làm mà không được á, vuốt rất là khó đều,
ha, rất là khó đều. Ok, tiếp tục ngón cái nè, ngón cái thì nó sẽ hơi bự hơn một chút xíu nha anh chị nha. Thì anh chị phải lấy cọ ép ra, đây anh chị lấy cọ nè, đánh ra nè, đó đánh ra nè, lấy cọ đánh ra nè, đánh từ từ ra nè, đó nhấp nhẹ từ từ nó nè, không ép vô nè, lấy cọ thân cọ ép vô nè, đó ép vô, xong anh chị đập nó ra, vuốt nó xuống trước nè, đó vuốt nó xuống trước ha, rồi bắt đầu lấy mũi cọ vuốt từ trên từ cổ xuống nhẹ, đây vuốt nhẹ xuống nè, vuốt nhẹ xuống. Tại vì khi mà anh chị đầu tiên mà anh chị vuốt cái phần đầu móng xuống rồi á thì anh chị rất là dễ kéo, kéo bột nó đi à, kéo nó đi à, anh chị muốn kéo nó đi đâu là đi đó à ha. Thôi hình này rất là dễ nha anh chị nha, rất là dễ, anh chị vũ xếp cũng đỡ cực hơn nhé. Đây chị thấy ha, đây rất là đều ha, hai bên hông nè, không rất là đều đẹp ha. Đó, vuốt nhẹ xuống một chút, đây rất là đẹp ha. Bi bi mượn thoại tao coi ấy, bi hello anh chị nha, từ từ để em vô cái Facebook của em đó để em coi comment nha. Đắp bột cũng gây nghiện, khỏe Cường ơi, rất là khỏe nha, lâu quá nó không gặp Cường nha. Đây tiếp tục nha, anh chị mình sẽ nhích nhẹ cái phun xíu nha, đây dùng nó xa một chút xíu nè. Rồi ok nha, tiếp tục nha. Thì anh chị thấy nè, cái phần đầu móng này nha, cái phần đầu móng này nó sẽ thẳng tới cái giữa cái cuticle của khách, đây như cái ngón này nè, đây em sẽ chỉ cho anh chị rõ hơn nè, anh chị thấy cái này là nó thẳng đúng không, đây nè, em thì em canh giữa cái phần đầu móng này ha, thẳng đến giữa cuticle này, đây thẳng ra. Nhưng mà cái móng này á anh chị, nếu mà anh chị nhìn kỹ á, nếu mà ai mà làm giỏi rồi á thì anh chị cứ nhìn kỹ nè, bên đây nó sẽ bị móp nè, thấy không, bên đây nó thẳng nè, đó nó bị móp. Thì bên đây anh chị nè, em lật qua bên đây anh chị sẽ thấy nè, em đang giang nè, em vũ nó ép nó lên nè, anh chị thấy không, em vũ nó ép lên tới đây nè, chứ không thôi á là hồi nãy là nó tràn ra bên đây, tại vì nó nghiêng quá vậy mà anh chị hiểu không, nên là em ăn giang nè. Thì khi mà em đắp bột á là em từ cái khúc này nè, từ cái khúc đầu móng này nè thẳng lên đây, ở dưới đây không có bột nè, thẳng lên cái khúc trên này nè ha, là ở đây là cái phần này em bỏ nè, không có bột nè, không từ ở ngay khúc này thẳng xuống tới đây thôi. Tự nhiên nó bị méo á, nó bị móp qua bên đây cũng vậy nè, ngón này cũng vậy nè, anh chị thấy không, nó bị méo. Thì nếu mà muốn đều á thì anh chị phải ăn gian cái phần đó nha. Ok rồi, tiếp. Hello hello anh chị, hello hello, rồi tiếp tục nha. Đây lấy cục bột đặt lên nha anh chị nha, em thì em không có cắt da sơ sơ thôi chứ em không có lên da sạch sẽ nha, tại cái này em làm nhiều lúc không phải là để đi diễn đâu ha. Đây đầu tiên em sẽ ép vô và em sẽ vuốt nó xuống trước nè. Cái phần này nó rất là quan trọng nha, làm cho mình kéo bột á, là cái phần đó là cái phần quan trọng nhất nha. Mình ép hai bên hông vô nè, đây ép hai bên hông vô vuốt xuống đó, đây mình vuốt nhẹ xuống nè, đây để thấy ha, cái cổ nó dính một chút xíu nè, mình nhấc nhẹ nó ra nè, vuốt xuống đây, vuốt xuống rất là nhanh lẹ ha. Hello hello chị Ngọc Bích, hello hello, đây là em trả bài thôi nha. Đây như cái ngón này cũng vậy, anh chị thấy không nè, anh chị nhìn là anh chị biết cái ngón này nó bị bẻ nè, thấy không, em sửa lại nè, anh chị nhìn cái tay nó nè, thấy không, cái đường cong của nó nè, đây nè, nó bẻ qua nè,
đó nó bể như vậy. Thì bây giờ em sửa cho nó thẳng thì thẳng luôn. Là tại vì em á, là em canh ở đây, ở đây nó có 3 điểm nha, nó 3 điểm canh. Thì anh chị nhìn nè, cái tay này một đầu móng, hai giữ critical, với ba là nó nằm ngay cái xương này nè ha. Đó thì anh canh đó. Rồi tiếp tục. Cách này dễ thương lắm. Đây cái này lại măng giang nha. Đây lấy vừa cục bột, lấy vừa đủ nè, lấy vừa đủ cục bột nè, đặt lên nè, nhích nhẹ nè, anh chị phải nhích nhẹ cho nó nhả cục bột ra nè. Rồi ép lên nè, ép lên, ép lên cho nó sát critical nè. Đây ép vô hai bên hông nè, anh chị nhìn cái cọ của em nha, vuốt xuống nè, đó không, ép bên đây nè, vuốt cái nè, bên đây nè, ép vô, vuốt cái nè. Rồi bắt đầu chuẩn bị thấy đều rồi nha, ép vô nè, vuốt xuống, ép vô, vuốt xuống, đưa xuống, anh chị thấy không, cái bột của em đi nè, đưa lúc nào nó cũng đi, đi theo cái cọ của mình muốn nha. Đó thì nó mượt rồi, nó dẻo rồi, nó mịn rồi. Đây cái khúc này thì em cắt nó ra nha, em không có để cho nó lên xuống đó, tại cái khúc đó lại mang gian để cho nó cái shape nó đẹp đó, cái shape nó thẳng nha. Đó vuốt thẳng xuống, anh chị thấy không, em đắp rất là lẹ ha. Đó rồi xong, rất là đơn giản nha. Rồi ép vô đó này, chị thấy ha, tròn đều đẹp nha. Đây là anh chị nhìn nè, nhìn thẳng em nè, hai bên mép này nè thẳng xuống ha, thì cái tay của khách nó mới đẹp được. Chỉ em canh với anh Trâm, qua đây anh chỉ cho, qua đây đô cả chừng 10 lon anh chỉ giỏi hết à. Đây nè, tiếp nha. Khi mà anh chị đặt cái bột lên critical, anh chị phải nhấn nhẹ nha, anh chị tập thử đi. Đây nè, như em bỏ lên nè, một nè, đè xuống cái nè, nhấn nè cho nó nhả bột ra nè, ép vô nè, ép vô nè, đè nó nè cho nó mỏng ra nè. Đó ép hai bên hông vô nè, anh chị thấy không, ép vô, đưa nó xuống dưới, vuốt nó cái đó, chị thấy không, là nó đã chuẩn bị ra rồi, thấy không. Rồi bắt đầu mình ép hai bên hông cho nó đều lại đó, rồi bắt đầu giờ mình mới vuốt xuống. Đây anh chị thấy em vừa làm em vừa hướng dẫn nè, nó em vừa để như nè. Cho anh chị thấy rõ nè, không, nhưng mà em vuốt cục bột nó vẫn đi nha, nó vẫn mịn, vẫn đi chứ không phải là cứng đó. Đây đây cái phần bên này em ăn gian nè, anh chị thấy không, em ép vô nè, đó anh chị thấy nè. Rất là nhanh nha, cái cách này của em rất là nhanh. Cái này là áp dụng cho đắp móng ngắn, móng square cũng được, móng o mình hay móng nhọn cũng được nha, nhưng mà áp dụng cho móng ngắn thôi. Còn móng dài thì mình sẽ làm cái cách khác nha. Ép vô nè, một nè, hai nè, đè nó nè, đè cái bột cho nó mịn nè, bên này thiếu nè, ép ra đó, rồi vuốt xuống nè. Có cái gì đây vậy, ép vô. Rồi xong, bắt đầu mình đưa cái bột xuống nè, đưa nhẹ xuống nè. Em sắp ra hai màu nha, chuẩn bị ra hai màu ombre trắng hồng, cực kỳ chuẩn luôn, phải nói là rất là chuẩn luôn, màu ombre trắng hồng có hai màu thôi, em chỉ bán đúng hai màu đó thôi, ombre trắng hồng. Còn cái màu này là hơi nương nha anh chị nha, cái màu này là cũng là của em luôn đây, nhưng mà cái màu này thì nó hơi nương, em đang chỉnh lại một chút xíu nữa, nói chung là chưa có vừa ý lắm nha, cái màu này thì em chưa có vừa ý lắm, nói nên là em chưa có bán, chỉ em chuẩn ngủ nó nha. Chỉ nhiều chỗ luôn. Cái cách đắp o mình này của em hiệu quả lắm nha anh chị nha, anh chị áp dụng cho mình nha, thử đi, rất là lẹ. Đây bỏ xuống nè, em đắp nhanh nha, đây 1 2 3 đè nó cái, đưa xuống nè, vuốt nè,
Rồi, bên đây nè, ép vô nè. Bên đây ép vô, đưa nó xuống. Đây. Thấy không? Ấn xong rồi đó. Đè nó một cái. Đây, rút nhẹ xuống. Đây mình đã vũ xếp trước rồi ha anh chị ha. Nên là rất là lẹ. Đây. Đừng cho nó lem nha. Anh chị nào có muốn màu ombre trắng hồng thì cứ inbox cho em nha. Màu cực kỳ dễ đắp, bảo đảm luôn. Hôm nào em sẽ like cho anh chị xem nha. Rất là đơn giản. Đắp nhanh gọn lẹ. Cái cây cọ là siêu xịn mịn luôn nha anh chị nha. Đây, cây cọ là siêu xịn luôn. Đó, cọ 14 nha. Đây 14. Anh chị nào cần thì cứ inbox nha. Đây, siêu xịn mịn. Trời, cái cọ nhất cái nắp. Cọ này cọ 14 nha. Anh chị nào cần thì inbox cho em. Ok, anh chị nào cần thì cứ nhắn. Vô chơi bạn. Anh check inbox. Em muốn mua cọ. Ok nha, xíu nữa inbox mà không thấy trả lời. Đây, anh chị có thể inbox vô số điện thoại này giúp em nha. 479. Đây, anh chị có thể inbox vô cái số 469 đó nha. Tại vì có thể Facebook nó bị trôi tin nhắn hoặc là nó nằm ở trong tin nhắn chờ đó. Bị hoài à, em bị trôi tin nhắn hoài à. Hả? Còn lâu lắm. Sao vậy? Bả vô rồi hả? Bả đâu rồi? Bả nào vậy? Hả? Mới hả? Thấy mẹ chưa? Ừ đi đi, kêu bà đi đi. 30 phút. Ừ. Đó, anh chị thấy không? Em vũ sơ cái là xong rồi nè. Đó, em vũ sơ cái là xong rồi. Rất là đơn giản nha. Bà nào vậy? Thấy không? Cái này em vũ sơ cái là đẹp à. Bên đây nè, cho nó thẳng xuống chút xíu nè. Rất là đơn giản nha. Đây, xong. Thì thấy ha. Như mấy cái ngón này cũng giống vậy thôi. Đó. Vũ sơ sơ cho nó được cái lem lút ra ngoài thôi. Rồi xong rồi. Đều đẹp rồi. Đi nhẹ cái là xong rồi. Thì thấy ha. Tóc nó đã đều xếp rồi, nó đã đẹp rồi. Không cần giữ nhiều nha. Bị em sẽ ra màu hai màu ombre trắng hồng siêu đỉnh luôn, siêu đẹp, hứa với anh chị luôn, bảo hành luôn mà. Không đẹp trả lại, không dễ đắp trả lại luôn. Không biết có sơn xe không, mẹ thằng quỷ này, thằng Hải nó ngủ rồi ba ơi, cho nó ngủ đi. Rất là nhanh lẹ ha. Đây, thường mấy cái móng này thì đơn giản lắm, em không có ít like lắm, em sẽ không like những cái móng này, nhưng mà theo khách hàng yêu cầu thì em phải làm thôi. Dạ yeah. Thằng bỏ tắt nước, ai mở nước vậy? Lấy thằng lòng. Trời. Ai mở nước không canh vậy? Đơn giản hơn chị ha, tí là em sẽ dễ friend nhưng mà đừng like friend thôi, hướng dẫn cho anh chị được like friend đó luôn. Hôm nay chắc cuối tuần nên anh chị hốt hết đầu. Ok,
có ai có câu hỏi gì thì cứ hỏi nha chị nha, cứ hỏi em nhé, em sẽ trả lời. Giờ em sẽ chạy cái chạy mịn nha, em sẽ chạy mịn. Đây. Mình đắp gọn là mình không có cần chạy nhiều nha anh chị nha. Đó. Mình tốt nhẹ thôi. Đó. Em chị thấy ha. Nhanh gọn lẹ. Làm bộ này mà ví dụ như không livestream á thì cái bộ này chắc tầm 20 phút là em có thể xong đó. Zoom kỹ cho anh chị thấy nha. Ngại gì mà không zoom. Này. Tí nhớ check inbox em nha. Em cũng có việc. Ok nha Huy. Ok tí nữa mình check nhé. Anh chị thấy ha. Lướt sơ qua cái. Mình lướt cho nó đều thôi nha anh chị nha. Nói chung là nó đã đẹp rồi, mình chỉ lướt sơ cho nó đều thôi, cho nó mịn lại thôi ha. Dạ quá lên lên đây, thank you. Đó, anh chị thấy ha, lướt nhẹ cho nó đều cái. Đây, trời trời, nhức cái nắp. Cái này thì em cái tay của em nó hơi xéo. Anh chị ha, đó, nó sát rạc vậy nè. Đẹp ngay. Ok, easy. Ngày tí em sẽ dễ frame cho anh chị nha. Đây là cái cách của em dễ frame mà frame light thôi. Cái này nó khó hơn cái frame kia nữa. Lạ luôn. Hướng dẫn luôn khách kia nó đi gót rồi. Tại sao có nhiều người hỏi em đó là em vẽ mà không có bản nét. Có những cái em vẽ thì em cần phải bỏ nét, nhưng mà có những cái em vẽ em dứt luôn. Trong mắt nó sẽ sắc sảo hơn, nó sẽ đẹp hơn. Ai kỹ thì cứ sơn mát nha anh chị nha. Sơn mát trước khi vẽ. Đủ đẹp. Giờ này like không còn được như xưa nữa. Đơn giản ha anh chị ha, không có cần phải có nhiều anh chị á lắp bột nó lem quá, đâm ra là mình giữ nó cực, hoặc là mình đi cái cọ nó không có được mịn á, nên là mình đi nó cực lắm, mình làm nó rất là cực nha. Như những cái bộ móng như thế này nè thì chắc chắn những tiệm nail rất là đông khách, thật sự luôn, đông người làm những cái móng cỡ này. Thì những người lớn tuổi chút xíu hoặc là những cái người mà mới học nghề á thì mình làm những cái này trước nha. Đấy. Nhanh lẹ. Ok baby. Thẳng là cái buffer này thì mình chỉ bóp cho hai cái bên lưu bịch của mình nó dính lên da đó, mình bóp cho nó bay thôi, nó nhìn cho nó sạch thôi ha. Đây, bây giờ sẽ dễ nha. Đầu tiên anh chị dễ thì anh chị sẽ lấy cái nước sơn đặc một chút xíu nha, đừng có lỏng quá thì nó không có đủ màu.
nhiều lúc anh chỉ tô một hai lần thì đâm ra nó bị đứt. Ok, dừng xa chút xíu này. Nó sạch sẽ ha. Anh chị làm xong anh chị cắt da nó nha.